Cùng khám phá Tâm Shopee tại quận Tân Bình, thế giới đồ decor hóa trang Halloween đầy đủ từ A đến Z. Tại Tâm Shopee thì ngoài những sản phẩm decor, mọi người có thể tham khảo những tiểu cảnh trang trí. Mỗi năm đều có những cái mới và thú vị, đặc biệt hết sức bình tĩnh, kẻo bị hù dọa bởi đồ chơi điện tử này nha. Sợ chưa? Ngoài những con ma điện tử kinh dị, cảm ứng, gây giật mình thì ở Tâm Shop còn có rất nhiều những mô hình con ma lớn nhỏ khác nhau. Có những con ma bí ngô, những con ma trắng rất là dễ thương, hay là những hộp kẹo, hộp đèn ngộ nghĩnh. Bên trong tiểu cảnh lò sưởi này thì Tâm có để một con nhện. Thấy nó ngộ ngộ mà đụng tay vào cái đầu nó là thấy cái cảnh liền nha. Ngoài đồ trang trí kinh dị thì bên Tâm Shop còn có những sản phẩm trang trí dễ thương như lồng đèn, dây thả trần, banner chữ, sticker và các vật dụng treo bằng nỉ. Các mô hình quả bí, nhện, dơi dễ thương dành cho bé, rất thích hợp để trang trí những lớp học mầm non. Ngoài ra còn có tranh vải và những set bóng trang trí Halloween dành cho những đêm hội. Chỉ với những set bóng có sẵn thì mọi người đã có thể dễ dàng tạo nên một backdrop Halloween đầy thú vị. Và tiếp theo không thể thiếu trong phần lễ hội Halloween chính là những vật dụng hóa trang. Tất tần tật từ đồ em bé cho đến đồ người lớn, váy công chúa, váy bí ngô, đầm tiên cá cho đến siêu anh hùng. Đặc biệt là các set đồ hóa trang phù thủy, hóa trang con ma, mặt nạ, áo choàng và vũ khí là những món không thể thiếu trong dịp Halloween này. Tại Tâm Shop có để sẵn những mặt nạ mẫu, hình mẫu và catalog bản size để mình có thể dễ dàng lựa chọn luôn nha. Nếu cần máu giả, sáp tạo vết thương hay hình xăm kinh dị, phấn makeup tạo vết bầm tím thì bên Tâm vẫn luôn sẵn hàng. Mọi người hãy cùng đến Tâm Shopee quận Tân Bình để khám phá và mua sắm nhé. Happy Halloween!